Ơi. Đó rồi. Vô nhà lấy đồ nha. Đây, bay luôn rồi. Bay tắm luôn rồi. À, ồ, con mình vui mừng nha. Từ hôm đó giờ mới có được cảnh này. Dạ, như mấy tháng rồi chú? Đó, có cỡ 5-6 tháng rồi. À, trên 5-6 tháng rồi. Dạ. Bây giờ đang dầm mưa ghi hình luôn nè cô chú ơi. Quá ướt rồi. Ôi ôi nước nó chảy nè. Đây đó mưa đầu mùa hả cô? Mày, mưa quá lớn quá mừng luôn rồi. Mừng rồi má. Dạ. Nắng quá nắng rồi quá trời. Tổng đời là mấy tháng rồi đúng không? 4-5 tháng mà có mưa đâu. Dạ. Trên này nắng chịu muốn nổi luôn. Trời ơi. Nay đợt 8 mưa lớn quá mừng. 6 tháng rồi mới chứng kiến được cái cảnh mưa lớn như thế này. Đúng rồi. Đây. Các bạn thấy không? Đó. Ê, từ 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 bay tấp lên nè. Tấp gần lại điện thoại mình luôn nè. Ôi dữ lắm luôn rồi. Dữ người ta nhìn không hết hồn luôn coi kìa. Cô chú anh chị mình coi bay dần lại nè nha. Mình đang ngồi trên cái vồ đá nè. Nam mô Đà Phật. Ê ê ê gió liệt nè, liệt nè. Nam mô Đà Phật. Ô ơi quá rồi, liệt luôn rồi. Quá gió rồi. Vô nhà lấy đồ nha. Ê bay luôn rồi. Bay tắm luôn rồi. Quá gió rồi cô chú anh chị ơi. Gió cây liệt liệt luôn nè. Thấy thiệt rồi nha. À. Quá mưa rồi, chuẩn bị mưa rồi. Đây cái hướng này là hướng chùa Phật nhỏ đó. Còn mong mưa thôi chứ đừng có giông gió nhiều nha, nguy hiểm. Cánh chùa hướng là đi qua Quỳnh Long Phật nhỏ rồi đó. Đây đây. Quá chừng nè. Đây là cây cầu cây me nè, cái hướng núi cấm bây giờ là chuyển mưa dữ dằn lắm nha. Giờ em sẽ chạy lên đó. Nếu mà trời mưa là Hồng Định là tuyên bố sẽ dầm mưa để mà cập nhật tình hình cho quý vị mình xem. Đó em đang chạy lên là gần nửa núi rồi nè. Quý vị thấy gần đó là đường xá bây giờ là ướt nhẹp, hồi nãy là mưa một trận rồi nha. Bây giờ chạy dài lên không biết là mình có dầm được cái cơn mưa này để mà ghi hình cho cô chú anh chị mình xem không nữa. Rồi, núi cấm đã mưa rồi mọi người. Đây là cái con đường chạy lên này, em đang chạy là hơn nửa núi rồi nha. Hiện tại là mưa là mình không thấy đường chạy luôn á. Mưa nó táp vô mặt đó cô chú anh chị. Chụp kiến xuống, lâu phải lấy tay là quét hoài luôn. Là cái trận mưa này lớn dữ lắm nha. Cô chú anh chị thấy mình, thấy chưa là những cái giọt mưa nó ghê như cái màn hình camera của Hồng Định nè. Đây là quay xong là không biết cái máy nó như thế nào nha. Nhưng mà mình hứa rồi khi nào núi cấm mưa sẽ dầm mưa trực tiếp để ghi hình cái hiện trường ở trên núi cấm. Đây là vào khoảng là 2 giờ nha, 2 giờ mấy chiều ở trên núi cấm vào ngày 10 18 tháng 5. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đây là người dân nè, người dân phải đậu lại mặc áo mưa nè. Em là hết đường chạy luôn, mới lấy tay phải quẹt này kia đó. Bây giờ tranh thủ là chạy nhanh lên trên kia nha để mà quay cái hiện trường ở cái bờ hồ cho cô chú anh chị mình xem coi trên đó có mưa lớn không. Hiện tại cái đoạn đường chạy dài lên núi là em thấy là bó tay rồi, không có cách nào mà chạy nhanh này kia được hết và không có thấy đường luôn cô chú. Trên núi cấm hiện giờ mưa lắm nha cô chú anh chị ơi. Hướng này là dù Thiên Tế nè, đi lên 2 km lên tới chùa Phật Lớn. Lên gần tới đỉnh núi thì mưa nhiều lắm luôn nha cô chú anh chị các bạn ơi.
chạy một tí nữa là sẽ tới ngã ba nha. Mình rẽ trái là chúng ta sẽ đi về chùa Phật nhỏ Điện Thị Bổng, Điện Cái Quế. Bên trái vị đó là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo An Hảo đó. Đây nè, đây là cái hướng này chúng ta quẹo trái là đi chùa Phật nhỏ nè. Còn mình đi thẳng lên là chúng ta sẽ lên tượng Phật Di Lạc, lên bờ hồ, lên trên ga cáp treo đỉnh núi Cấm nha. Đây bên tay phải chúng ta đi vô là chỗ điện Ba Lưới nè. Bèn ơi, đây là một cái trận mưa đầu mùa nha, 6 tháng trời rồi là mới trời mới đổ mưa là toàn ở trên núi Cấm nha. Mình cầu mong cho những cái trận mưa này kéo dài 2-3 tiếng để cho người dân mình là có nước xài sinh hoạt nè, những cỏ cây này kia nó đều được tươi tốt trở lại, cuộc đời sống của người tu có nước xài này kia người ta ở cũng ổn định nha. Mưa không định phải lấy tay là chùi ở camera liên tục cho cô chú anh chị chúng ta thấy mới rõ đó. Đây, cái hướng này là chùa Văn Linh nè, em sẽ đi xuống bờ hồ nha. Mưa lớn lắm rồi cô chú ơi, hầu ô nước mà nó chảy luôn rồi nè. Quá chừng rồi, quá là mừng luôn rồi. Em đang dầm mưa để ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Núi Cấm là mưa rất là lớn luôn nha. Ồ, nước chảy nè. Đây là cảnh tượng ở trên núi Cấm nha bà con ơi. Mưa dài đám mưa là cái hồ Thủy Liêm này là có nước nhiều nha. Đó. Đây là Hồng Định dầm mưa quay ghi hình cho cô chú anh chị mình xem luôn. Mô Di Đà Phật. Một đám mưa đầu mùa ở trên núi Cấm nha, rất là lớn luôn. Quá chừng mưa luôn rồi, mưa lớn lắm cô chú chị ơi. Đây dài qua bờ hồ nè, thấy chưa? Sáu tháng rồi bà con mình chờ đợi mới có một đám mưa như thế này nha. Sáu tháng rồi chứ không phải là ít. Ồ, mưa nổi nước luôn à. Đây.
Hiện tại là nước là dữ lắm luôn rồi nè. Nước là tràn dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Ồ, ồ, mưa nè. Dầm mưa ghi hình cho quý vị mình xem luôn nha. Nước cấm đã có mưa rồi bà con ơi, sau 5-6 tháng chờ đợi. Mưa là toàn nước cấm luôn nha. Nước chảy như thác đổ luôn nè. Đây là đường này lên chùa Phật Nhỏ nha. Đây đám mưa đầu mùa lớn đó cô. Dạ, mà đám bữa nay là đám lớn nhiều á. Trời ơi, mưa cái này là mới cứu hạn nổi ha. Như là cũng mấy tháng là mới mưa đó. 6 tháng hả? Dầm mưa quay luôn rồi nè. Hiện tại là trên núi Cấm mưa lớn lắm cô chú ơi, không định phải là dầm mưa, ướt mình quay cho bà con mình coi luôn. Hôm nay mưa lớn rồi mừng nha cô. Cô như mấy tháng trên này mới mưa lớn cô, 5-6 tháng đúng không? Mọi năm trước có 2-3 tháng mà năm nay 6 tháng. Dạ. Trời ơi. Bữa hổm mưa là như không có điều núi ha, bữa nay là con thấy là điều núi tự chân núi là lên là đã mưa lớn luôn. Mưa cái này là chắc là cây cối nó cũng đã tốt một tí á cô. Hồi 2 tháng trước nó chết hết trơn, giờ nó mưa là đỡ. Dạ. Đây là đám mưa lớn đầu tiên mà mình đi núi thường luôn á vậy. Bên đây nè, bên đây là nước là trôi dữ dằn luôn nè cô chú, thấy không? Đó. Chỗ này là chỗ cây cầu nha, cây cầu đỏ. Ở đây là đường đi lên chùa Phật Lớn nè. Hiện tại là Hồng Định là ướt nhem hết trơn là như chuột luôn rồi. Mình nói là nếu mà khi nào nước cấm mưa đó là sẽ dầm mưa đi ghi hình còn cái cảnh cho bà con mình xem, tại vì chưa có ai mà dầm mưa quay nha. Ồ, nước chảy cuồn cuộn luôn nè cô chú anh chị. Đó, toàn cái quang cảnh luôn. Nói chung là hiện tại là mưa rất là lớn nha. Wow. Nước này chảy nè, ốc nổi không? Đây là đây. Cái hướng này là đi lên chùa Phật Lớn. Nay mưa đầu mùa ấy chú. Quá chừng lớn rồi. Mưa là nước trôi luôn nè. Không về trên này đâu có trận mưa lớn ở trận này đó chú. Không có trận nào cũng lớn bà năm. Dạ, ồ, con mình vui mừng nha. Yeah. Từ lúc đó giờ mới có được trận này. Dạ, như mấy tháng rồi chú? Dạ. Có cỡ 5-6 tháng. À, trên 5-6 tháng rồi á. Dạ. Đây là chú cho biết cũng là đám mưa đầu tiên luôn, vì mà lớn nhất luôn. Bây giờ là mưa toàn núi luôn hả chú? Và cũng có mưa vậy mà nhỏ xíu à, giờ dạ. Mưa lớn dữ dằn luôn. Mưa lớn này nó mới có mặt nước cho bà con mình xài. Dạ. Cái nước đâu có nước đâu, ở dưới chuyển lên mà còn không đủ tài nữa. Dạ. Nước còn thấy nước chảy nè, quá mừng luôn rồi. Hôm nay là trận mưa để ghi hình cập nhật cái tình hình trên núi Cấm cho bà con mình coi luôn đó. Cái này mà mưa chừng lâu lâu quá, 1 tiếng hồ mới có nước nhiều hả chú? Đây là quang cảnh ở tại chùa Phật Lớn nha. Dạ.
Rồi. Niềm vui chung với bà con ở núi Cấu này. Dạ, chú bán đồ đây. Rồi giờ mình đi ra ngoài tiếp nha, dầm mưa luôn á. Bây giờ đang dầm mưa ghi hình luôn nè cô chú ơi. Quá ướt rồi. Trời ơi, nước nó chảy nè. Đây đám mưa đầu mùa hả cô? Mày, mưa quá lớn quá mừng luôn rồi. Mừng rồi mấy. Dạ. Nắng quá, nắng người quá trời. Tổng đời là mấy tháng rồi đúng không? 4-5 tháng nay có mưa đâu. Dạ. Trên này nắng chịu muốn nổi luôn. Trời ơi. Nay đợt 8 mưa lớn quá mừng. 6 tháng rồi mới chứng kiến được cái cảnh mưa lớn như thế này. Đúng rồi. Mưa này là có nước bà con mình xài ơi. Đúng rồi. Dạ. Mừng dữ lắm. Dạ, tôi nó mừng dữ lắm. Dạ, cô chú anh chị mình thấy nè, nước nó chảy nè. Dạ, lớn khủng khiếp luôn nha. Sao bao năm bà con mình chờ đợi nè quý vị. Bây giờ đã có mưa rồi. Mưa này cây có người ta gì cũng đều mừng hết á. Dạ. Cây có giờ héo queo hết trơn á. Đúng rồi, khô khan hết trơn luôn. Thậm chí cỏ còn lên không nổi nữa. Bởi vì cỏ sống không nổi nữa. Cảm ơn cô nha, giờ Hồng Định sẽ lội ra chùa Phật Lớn nha. Đúng. Em đang dầm mưa để mà ghi hình cho quý vị mình xem nha. Ướt hết trơn luôn rồi. Đang đi lên hướng chùa Phật Lớn nè. Đó. Nay đi mặc áo mưa luôn nè. Nay quá lớn rồi. Đây chị bán đồ. Hôm nay mưa lớn mừng á chị. Trời ơi, có mưa đầu mùa. Dạ. Đó, giờ ngồi che đục mưa bán măng cục nha, trái mây. Măng cục với trái mây. Dạ. Đây mình đang ngồi ở ngoài giữa trời luôn. Hỏi là nay là tắm mưa, dầm mưa luôn á nha. Sau bao tháng chờ đợi á, hôm nay là vui không chị? Vui. Vui. Nãy thấy mưa ít không đi đục mưa vô đây luôn. Dạ. Dạ. Quay xong video này cái máy nó có hư cũng mãn nguyện nữa, cập nhật cái tình hình trực tiếp. Dạ. Ngoài hiện trường mưa và mưa cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, chúc chị bán hết nha. Dạ, cũng mừng là niềm vui chung. Anh. Dạ, mưa đầu mùa bà con mình quá chừng mừng luôn rồi. Người thấy mua đồ lúc lúc. Dạ. Cô đi cúng hả cô? Cúng. À chứ không phải văn trên này á. Đó, đây là trên chùa Phật Lớn nè. Hiện tại là khách du lịch Phật tử là vô đục mưa hết trơn nha. Đó, đây bà con mình đục mưa hết trơn, còn mình thì dầm mưa. Vô đây tí đi cho máy đừng ướt. Đây là chùa Phật Lớn. Sau bao năm chờ đợi, đã 6 tháng trời trên đây mới đổ một cái trận mưa, gọi là mưa đầu mùa mưa lớn luôn. Nói chung bà con ở miền Bảy Núi này rất là mừng các bạn. Mưa dài đám nữa là cái hồ này có thể là nước lên nha. Vậy em cập nhật cái tình hình đây, sau đó sẽ đi qua bên tượng Phật Di Lạc. Đây hiện tại bà con mình vô đây đục mưa hết trơn nè. Đó. Rồi em đi dài dài qua kia nha. Đây là chơi hết mình luôn. Mình đi xuống tượng mẹ Quan Âm nè. Như camera giờ nó bị ướt rồi đó, nên là quý vị mình coi nó hơi mờ nha. Đây toàn cảnh ở tại hồ Thủy Liêm, tượng Phật Di Lạc đang cười. Bà con mình cũng cười hết mấy thứ cười luôn nha. Một trận mưa, phải nói là đá mưa hạnh phúc nha quý vị ơi. Đây mẹ Quan Âm cũng dầm mưa ở ngoài luôn, Hồng Định cũng dầm mưa luôn nha. Mô A Di Đà Phật. Quá mừng luôn rồi. Đó. Đi vô kiếm chỗ đục mưa. Nay mưa quá lớn luôn bác ơi. Có mưa đầu mùa á. Quá mừng cho bà con mình trên núi và có nước xài rồi. Dạ, mình chờ đợi cũng mấy tháng rồi ba. Bữa hổm thì có những đám mưa nhỏ thôi, nó không đều. Dạ bữa nay
Bữa nay là không thấy là phủ điều nó cấm mình luôn rồi đó. Vậy là cái hồ mình là có nước là gai lại hả bác? Ờ, mưa vậy ba đám là hồ có nước rồi. Dạ, ba đám thôi là hồ có nước rồi. Chưa có năm nào mà hạ như năm nay ha. Hạn mà là bị ta chở, ta rút, ta lấy, ta cứu, dạ. Ba cái xu, ba cái măng nó cạn dữ, nó đâu cạn dữ vậy. Dạ. Bá bà con mình quá mừng luôn rồi. Cảm ơn bác nha, con đi dầm mưa quay cho bà con mình coi tình hình nước cấm, người ta mừng chung. Nói chung là đến phỏng vấn người dân ở đây là ai người ta cũng là cũng mừng hết đó cô chú. Sớm giờ là em quay là gần 20 phút rồi nha, nhưng mà vẫn mưa chưa tạnh. Mình cầu mong cho những cái đám mưa lớn này khoảng 1-2 tiếng để cho những cái mạch nước á nó rút ra, nó dâng nước lên cho bà con mình xài, và cỏ cây này kia nó cũng được tươi tốt rồi, ướt nón ướt máy này kia hết luôn rồi. Máy này nó không biết nó có chống nước hay không nữa. Đây cô này đang mặc áo mưa, sau bao năm chờ đợi nay mưa rồi ha cô, quá mừng luôn rồi. Trời ơi con cũng mừng nữa, giờ mưa quay cho bà con mình coi nè. Mấy tháng rồi cô, mấy tháng chưa có mưa lớn nè cô? Trời ơi, cả nửa năm đúng không? Hơn nửa năm rồi đó. Hơn nửa năm luôn hả? Ờ, mừng cái ghê luôn. Ờ, tạ ơn ông trời. Dạ, ba phút cho tụi con là hết hạn rồi, phải tới mưa chứ. Ừ, năm nay hạn quá chừng rồi, khổ rồi. Dạ, bà con mình à, bà con mình có 150 hả? Vâng. Trời ơi, không rẻ đâu. Dạ, trời khổ rồi. Dạ cầu cho ông trời ổng mưa chừng vài tiếng á con. Dạ rồi, cảm ơn cô nha, để con đi tiếp. Đây là cây cầu đi qua đập chứa nước Thủy Liêm nha. Đó, hiện tại là trời cũng đã trong rồi nhưng mà vẫn còn mưa nha. Bà con mình ai cũng ao ước là mong cho những cái đám mưa này được lâu. Đây là đi phải mặc áo mưa nè, 6 tháng rồi mới mưa. Quá mừng rồi, quá vui luôn. Chưa có khi nào mà Hồng Định thấy mà vui hạnh phúc bằng đang đi dầm mưa ha, mà vẫn vui vẫn hạnh phúc. Này quý bà con mình mặc áo mưa đi giếng nè. Ô, càng ngày càng lớn luôn. Cái chỗ cái trụ điện cao đó là dồ bò hông đó cô chú anh chị. Thì sớm giờ em đi từ cái vị trí là chỗ cái cầu đỏ nha, đi qua Phật lớn rồi giờ sẽ lội dài dài qua bên tượng Phật Di Lạc. À, tắm mưa mát kìa chưa. Mưa đầu mùa quá mừng luôn rồi. Đây chỗ này là chỗ chỗ bán đồ. Ồ, đứng ở đây quý vị coi nè. Mưa như là thác đổ vậy đó. Đi dài dài ra đây nha. Đây bà con mình ai cũng vui hết trơn nè quý vị. Cái hướng này là mình đi qua bên tượng Đức Phật Di Lạc. Còn ở đó là chùa Vạn Linh. Mình thấy chị này chỉ ngồi đục mưa bán đồ nè. Đám mưa đầu mùa lớn à, vui không chị? Đây là đám mưa đầu mùa á. Dạ. Rất là mừng luôn, bà con mình ai em cũng mặc áo mưa vô lạnh ấy. Trời, dầm mưa luôn rồi, mưa quay cho bà con mình xem nè. Bao nhiêu tháng rồi mình mới chứng kiến được cảnh này? Lâu rồi. 5-6 tháng chưa? Lâu rồi. Lâu rồi đó hả?
lâu rồi chị mới ba lần này. Dạ, nhưng mà lần này là lớn nhiều á, sớm giờ mưa cũng hơn nửa tiếng rồi đó. Quay vô mắc cỡ sao. Đây là bán, này là tới mùa dâu vậy hả chị? Tới mùa dâu rồi. Dạ. Chị cho mượn áo em chùa camera cái. Ừ, nó bị ướt rồi. Okay. Đây là mình đang ngồi với chị nha. Chị ngồi trong cái dù, mình là ngồi ngoài mưa luôn. Gọi là nay là tắm mưa dầm mưa để mà quay trực tiếp cho bà con mình xem nha. Cả nhà nhớ cho một like, một đăng ký nha. Bao nhiêu lâu mới thấy cảnh mưa này cô? Mới làm đây là đi mưa à, ngày nay mưa không á. Bữa nay đi mưa là hên đó nghe. 6 tháng thì chưa có mưa đó. Dạ. Rồi chúc chị bán hết nha. À, chia sẻ niềm vui chung với bà con ở núi. Quá vui luôn rồi. Mặc dù trời rất là lạnh nha, mình ướt mình hết trơn cô chú. Nay là trời đổ mưa rồi nha, sau mấy năm hạn nha. Mấy năm hạn giờ là mưa rồi. Mừng không? Mừng không? Dạ. Mừng nha. Mừng à em ơi, ê nè. Dạ. Ê rồi. Ê luôn hả? Ê nè, ê học nè. Bây giờ quay lên là núi Cấm Mưa, cây cối xanh bốt là bà con mình là đi du lịch nhiều. Đi du lịch. Rồi lên đây bán đồ cũng nhiều luôn nha. Bán đồ nhiều, nơi mưa bán. Dạ. Hết ai mua rồi. Mà lâu lâu mới một đám mưa này là hiếm có nha. Đây. Thấy chị mình đang bán những cái mì, rồi dâu, rồi măng cột. Lâu rồi mình mới chứng kiến được cảnh mưa này á chị. Mưa đầu mùa, mưa cho hồ này nó có nước nè, cá nó sống dễ, cây cối nó được tươi tốt. À để em đi quay một tí hả? Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục mình sẽ đi qua bên tượng Phật Di Lặc đi. Sớm giờ quay máy cũng gần hết pin luôn rồi cô chú. Hôm nay lên đây bữa nào mình cũng cầu nguyện cho trời mưa xuống núi Cấm nha. Hôm nay là lên đây là nằm ở núi Cấm 3 bữa để mà chờ mưa quay cái hiện trường này cho bà con mình xem đó. 3 bữa đó nha. Rốt cuộc thì trời cũng đã đổ cơn mưa rồi. Giờ sẽ đi giáp xung quanh một cái bờ hồ này luôn. Giờ thì cũng muốn tạnh này nhưng mà còn lâm găm. Bao nhiêu đây thì cây cối này kia đất nó cũng đã thấm rồi cô chú. Em sẽ đi lên trên tượng Phật Di Lặc nha. Đây con lên với ngài nha Đức Phật Di Lặc ơi. Hôm nay trời Phật đã nhủ lòng thương ban bố một cái cơn mưa rất là lớn, làm cho cỏ cây ở núi Cấm này, nước này kia nó kích hoạt trở lại. Đó, nước mà nó chảy nè cô chú, là vì mình thấy là mưa lớn cỡ nào rồi. Quá mát luôn. Ừ, chảy hết trơn à không. Đây là đi lên trên tượng Phật Di Lặc nha. Sau bao năm chờ đợi mưa rồi ha. Mưa quá vui luôn rồi. Dạ, mấy tháng mình chưa chứng kiến cảnh này anh? Cũng mấy tháng hả? Dạ. Chết năm luôn hả? Trời ơi, bà con mình vui mừng. Ở đây là trên tượng Đức Phật Di Lặc nè, cô chú anh chị. Đây là những cái vượt cấp nha. Vượt cấp đi lên trên tượng Phật. Nè. Đó. Ghê không? Quá chừng nước chảy luôn rồi nè. Đi, mình đi dài dài lên nha. Nàng ơi, ủa sao không vô nhà được con? Nàng ơi, chú chó dầm mưa luôn nè, tắm mưa luôn rồi. Mấy năm rồi em mới tắm được một cái trận mưa.
mấy năm rồi ông Định mới tắm được một cái trận mưa đầu mùa như thế nha. Mà một cái trận mưa này gọi là mưa hạnh phúc. Hạnh phúc cho tất cả bà con người dân ở vùng bãi núi này nha. Và riêng mình cũng hạnh phúc chung luôn. Quá lớn luôn à. Đây nè, đi tới tượng Phật Di Lạc luôn à. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi em sẽ đi xuống, đi dài dài qua bên xung quanh bờ hồ nha, hướng chợ Mây, chùa Vạn Linh. Wow, hồi nãy ở dưới chân núi mà chạy lên á, chưa được nửa núi lên là mưa rồi, là không thấy đường chạy luôn á vị. Mình bịt cái kiến bảo hộ xuống mà nó kêu ha, muốn lủng kiến luôn, là phải lấy tay là dẹt nước liên tục á. Nên là đầu tiên á là em còn dùng cái đồ bịt chống nước lại nha. Sau lên đây là mình là chơi chủ lũi luôn rồi đó. Giờ quay xong này cái máy mười mấy triệu nó có hư cũng mãn nguyện luôn. Giờ là cập nhật cái tình hình chung cho cô bác gần xa biết được tình hình là núi Cấm bây giờ đã mưa rồi, mưa rất lớn luôn nha. Mưa khoảng hơn gần một tiếng đồng hồ mới tạnh. Ở trên đây em có quen những cốc mà đồng đạo người ta ở đó, là bây giờ là phải là mấy bữa trước là đi chở từng canh nước về xài á. Bây giờ mưa rồi là cái giếng á nó kích nước trở lại. Ô, quá mừng rồi. Quá mát, tắm mưa quá mát luôn. Hôm nay đi núi mà được mưa cái này là hên nha. Mát. Các vị coi là nước nè, nước nó chảy lên nè. Đây mình sẽ đi dài dài qua hướng chợ Mây nha. Đó. Sau như mấy tháng nè, mấy tháng trường rồi. Đây đây mới đổ xuống một cái cơn mưa. Mưa quá mừng rồi. Đây. Đây là những cái sạp bán đồ của người dân. Trước mặt quý vị đó là khu chợ Mây nha. Chợ Mây ở đây là bán đồ rất là nhiều, đồ ăn thức uống vào buổi sáng. Không chú. Sẽ đi một vòng ở đây. Cái này là những cái suối là chất chảy nhiều á, những cái dốc này kia á. Đó, cái khu vực đó là chợ Mây đó cô chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Họ đi qua những cái con dây điện mà nằm chỗ lũi ghê quá. Cỏ cây khô héo thon giòn luôn nha, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao nè. Mới mưa một tí mà hồ nước nó đã dâng lên rồi nè. Đây là những cái hàng dương. Xe mình đậu lúc bên kia. Đi một vòng bờ hồ đến cả mấy cây số nha. Nhưng mà không mệt nha, thằng ngày lội ở đây là mệt đó, nhưng mà hôm nay mưa quá vui rồi. Lội không biết mệt luôn. À.
sớm giờ mình đi hỏi mấy người là ai là cũng khao khát, cũng vui hết trơn á. Đã lâu rồi mới có được cái cảnh như vui như ngày hôm nay. Nước lên ngập luôn rồi nè. Thôi ngập lên láng luôn rồi nè. Thấy không? Ngập dữ dội luôn nè. Đây hồ Thủy Liêm khô cạn ngày nào ha. Bây giờ thì cũng đã có nước là gai lại nha cô chú anh chị. Bị ố cái Mô A Di Đà Phật. Rồi. Bây giờ mình tranh thủ lại mình lấy xe mình chạy dài xuống cái đường núi coi. Coi nước nó có chảy nhiều không nha. Rồi, mời cô chú anh chị cũng định chúng ta sẽ chạy dài xuống chân núi nha. Coi những cái suối, những cái đường, cái dốc đó nước nó chảy nhiều không. Cả nhà nhớ cho Hồng Định một lượt đăng ký nha, một lượt like nha, chia sẻ. Rồi, thì mời quý vị đi xuống nha. Quá chừng nè. Rồi giờ em sẽ chạy dài xuống dưới nha. Ê bà con, mình giờ đi ra đường quá đông luôn rồi. Ở đây là bãi xe du lịch nước cấm nha, xe lữ hành. Đường xá giờ ướt ra nghẹp hết rồi. Thời gian mưa chính xác là khoảng gần 2 giờ nha. Mưa gần 1 tiếng đồng hồ. Trường học mà nước nó ngập nè cô chú. Đối diện là trường trung học cơ sở nước cấm. Đó, nước ngập dữ chưa. Mưa ngập đường luôn á, mừng á. Quá mừng rồi. Quá mừng. Anh kia nói quá mừng luôn. Đó. Ở đây là ngay trường trung học nước cấm nha. Nước đã ngập lên luôn cô chú chị. Là
vô ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo An Hảo. Bây giờ còn mưa 5 gram luôn cô chú ơi, rất là mừng nha. Cho gia đình mình luôn sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Nam Mô A Di Đà Phật.